Mình xin chúc tất cả sức khỏe và thành công mỹ mãn trong công việc làm ăn của mình. Và chúc quán Hoàng Mung mãi mãi đêm nào cũng mãi đông như vậy. Phương Minh xin mời anh Trần Lý đến với Phương Minh trích đoạn Ông Cò Quần Chín, tức là Tuyệt Tình Ca. Thì cô muốn sân khấu cho hai ca sĩ và hai nhạc sĩ một tràng pháo tay thật là thắm thương nhất ạ. Và trong thời gian này thì cô Minh cũng đang điều khiển, có gì thì cô muốn xin chia sẻ cho người mình. Dạ chào chị Minh. Chào thầy. Thầy là ai mà thầy biết tên cống cơm với tôi vậy thầy? Dạ tôi là thầy Kiến Thu. Hồi đó tôi làm ở tổ bắc Vĩnh Lâm. Lúc đó tôi thường có nhà chị chơi với ông Hương đâu mà chị không có sao. À, tế ra thầy là sắp nhỏ chồng tôi ngày xưa. Vậy mà tôi quên đi chứ. Nếu thầy nói thầy là bạn sắp nhỏ chồng tôi ngày xưa, vậy thầy còn nhớ lúc chồng tôi đi làm thầy mặc đồ gì, và khi ở nhà thầy mặc giải gì, vậy thầy còn nhớ không vậy thầy? Dạ lúc đó anh ra đường á thì anh mặc bộ quách tông sang soi, còn ở nhà thì anh mặc bộ bà ba lụa lèo đó. Giàu có xe rồi á, giàu có xe rồi. Bồ ba lúa lèo mà chồng tôi mặc, bụi tôi anh ra anh đi thôi, giờ tình nhân lắm hơi háo của chồng tôi, tôi cùng Oh,
thầy kia nữa anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Thầy nói những lời này cái nghĩa là sao hả thầy? Thầy hãy nói rõ cho tôi nghe đi thầy. Anh Hương, anh Hương của tôi làm sao hả thầy? Anh đã chết rồi chị. Để thương, để nhớ ảnh ngọt ngào dục ba tiếng ba con ăn. Rồi một chiều kia ảnh xa lánh cõi trần gian, tôi ở bên cạnh ảnh cho tới khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết ảnh có trao cho tôi chỉ dặn, lúc mình yên tôi tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long. Này bất ngờ gặp chị ở đây thì đi chặt của anh đây, chị hãy nhận cho kỳ. Mình đi rồi
cái hồ trường.